Hành động này của ST đã tố cáo anh có tình cảm với Lan Ngọc. Jelly phô mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hội ngộ giữa ST Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc. Vốn là cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến bởi tài năng cũng như sự hài hước, lầy lội và đặc biệt là niềm đam mê vũ đạo của cả hai. Thế nên, khi gặp nhau, Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch lại tiếp tục cho ra màn nhảy nhót cực ăn ý cùng với nhau. Có lẽ vì phải nhảy trên giày cao gót quá lâu khiến Lan Ngọc mất thăng bằng nên cô nàng đã ngã quỵu xuống từ bỏ cuộc chơi. ST Sơn Thạch thấy thế liền có hành động ga lăng khi dìu tay cô bạn đứng dậy. Hành động ghi điểm cùng độ điển trai của ST Sơn Thạch khiến cộng đồng mạng rất mong muốn cả hai sớm trở thành một đôi trong tương lai. Tuy vậy, điều khiến khán giả quan tâm chính là một màn kẻ tung người hướng phía bên dưới phần bình luận của ST Sơn Thạch và Lan Ngọc, khiến fan của cặp đôi này lại lần nữa đẩy thuyền ra khơi. Dù cho cả hai thường xuyên phủ nhận mối quan hệ trên tình bạn của mình, song những hình lời thả thính đối phương đã nhiều lần khiến các fan rụng tim. Lan Ngọc. Bé càng ngày càng đẹp ha. Càng ngày càng đẹp. Dạ em cảm ơn anh. Muốn về đội của ai? Mời Ngọc trước nè. Anh Thạnh. Có chọn anh dạ? Anh có xích em về đội của anh không? Why not? Em đẹp lắm. Thôi anh đừng có trả lời, em biết mà. Nhưng mà em sẽ chọn về đội Giang. Em sẽ chọn về đội Giang. Tại vì em nghĩ là em về với anh Giang thì cái nhan sắc với chiều cao của em nó được tôn lên hơn. Em nghĩ là anh sẽ đồng ý hả? Ủa anh không đồng ý em cũng chui về đó. Em và em là tiếp tục về với Ninh Dương Lan Ngọc. Thì đúng rồi, tụi em mặc đồ quá hợp với nhau mà. Hoa cỏ lam mùa xuân. Không. Mà em thấy cái anh này hình như là làm nghề chăn nuôi heo thiệt á. Sao thì vậy? Cái gì? Cái mặt người ta hả, bỏ đồ ăn vô cho heo, thấy cái mặt vui sướng chết, trời ăn kia ăn kia, kiểu là cái mặt rất là ngạc nhiên luôn mà chăn nuôi heo cái gì trời. Không, em thấy lúc mà cái mỏ chu chu ra em là em vẫn có niềm tin vào anh ấy, là em thấy hay. Hay đó, với kinh nghiệm mùa thứ hai em chơi thì em sẽ đoán tất cả mọi người đã không hay. Vậy là sai lầm. Để mà đánh lừa đối phương, còn người nào hay mình giữ cho riêng mình thôi. Sao ích kỷ vậy em đi, em chơi thì chơi ai, đi về chơi với. Ủa tại sao anh không bảo vệ đồng đội của chúng sai vậy? Ngồi im bằng tay mãi vậy. Nó anh sai. Kỳ quá đi. Nó sai bảo vệ chúng chửi hả? Em á thì riêng bản thân em không thích ăn chuối nên em không có bàn gì cái bạn này. Vô duyên trời. Đi quay có đi ăn, tới muốn ăn gì trời. Mà thật sự luôn á là chuối lại không thích mà bánh chuối lại em cực kỳ không thích luôn cho nên em không muốn bàn luôn. Ngon mà. Em cũng thấy ngon mà tí. Quay quay vậy trời. Không hay đâu, cô này hát vui. Vui. Cỡ em không anh? Cỡ vui cỡ em trở lên chứ không em hát không em được. Không, anh sai rồi. Cái lúc mà cái đoạn mà cái mặt hát không hề say mê, em nghĩ là lừa đảo. Tại vì em coi nhiều, em nghiên cứu nhiều cái chương trình này lắm rồi. Ủa em nói nghe nè, em biết đây lừa đảo em tới làm chi vậy? Anh ơi, em tới vì vòng cuối cùng của chương trình này thôi. Em ơi, vòng cuối cùng em không có được tiền. Anh ơi, tới bao giờ mới nhận được ra là nó không có muốn tiền, nó muốn hát anh ơi. Em chỉ muốn hát thôi, em không cần tiền gì hết. Anh thấy chưa? Em thấy niềm đam mê của Ngọc, cái mộng của nó là được hát. Trời ơi, làm ơn có ai dập tắt cái mộng đi anh không? Em thấy lạ ghê luôn á. Hồi nãy em nói là cái chiến thuật của em là bây giờ ai cũng chê, là em nói là em nghĩ người ta hát dở. Xong rồi hả, ai cũng chửi em. Trời ơi, tại sao em vậy? Em chơi một mình mà rút cuộc đội kia ai cũng chơi dở chưa? Không phải, tại vì gì hát hay bên đây sao? Người ta chưa tới mà. Thật ra nãy giờ. Thật ra hả? Ừ. Thật ra luôn hả? Ừ, sinh viên của sân khấu đó. Thật ra. Thấy thì hoang mang quá chứ cũng không biết bạn hát hay hát dở nữa. Dạ, nhưng mà em sẽ gom chung vô kiểu luôn là hát dở giống em. Vậy hả? Cho nó nhanh. Chứ à, giờ không biết. Không cần luôn. Lý do gì luôn hả? Dạ. Sao thế? Cái nhà bên đây làm sao em ha? Em chẳng biết luôn ấy. Như anh bên kia có còn có anh hả hướng dẫn đồng đội này nọ. Tụi em lần đầu tiên mới non nó có biết gì đâu. Đó là sự lựa chọn của em chọn mà. Đó là sự lựa chọn của em. Em không có được sự lựa chọn luôn, em là người cuối cùng. Thôi em là như mình nhường cho con gái em nó làm gì, nhưng mà Ngọc là người lựa chọn trước. Em có ý kiến hả? Có thể cho hai cái anh quay phim mà đang quay ST với Lan Ngọc về nghỉ được không? Chứ bây giờ ngồi đây người ta không quay không nói, người ta đứng đôi chi tội. Nãy giờ em nói quá trời luôn nha anh Giang nha. Em còn nhắc anh là anh hãy nói đi, bảo vệ đồng đội mình đi.
quá hay. Thôi. Anh Giang, anh thấy sao? Em đồng quan điểm với anh. Anh nghĩ là cái cậu này á là hay. Em không thấy không hay đâu. Ủa sao em mới kêu đồng quan điểm anh Ngọc? Tức ghê, em tưởng anh nói không hay á. Em đồng quan điểm với anh Giang là tại vì cái bạn này lúc mà bạn hát á, cái mặt rất là tập trung. Mặt rất là tập trung và cái kiểu là cũng là... Nói chung là mặt tập trung đó. Thì nói chung là hay. Em muốn về với bên này quá. It's too late baby. Bên đó cũng kêu hay mà em. Nhưng mà... Em chỉ thấy tội nghiệp anh thôi à, cầm gì đau quá trời. Không có đau nhẹ đâu. Nhẹ mà đau gì đâu. Yên tâm đi. Ờ dưới ông có kê khăn giấy kìa em ơi. Ờ có kê khăn giấy à. Có kê khăn giấy. Tại vì mới nãy thấy trong kia kìa. Là có mang bao tay nhưng mà ở ngoài này không có mang. Lát cầm mời mình ăn liền giờ không có lao lo đâu. Yên tâm. Như giờ làm ơn nhận xét giùm anh đi hay không? Em nghĩ là hát hay. Hay á. Cái lý do gì không em? Tại vì cái chữ lỡ, mình nghĩ là hát cái chữ lỡ. Em nghĩ là chữ lỡ thì cái âm mấy chữ lỡ luôn á, hay vậy. Cái lỡ nó không có bị sần sùi anh. Lỡ mà lỡ đẹp chứ còn lỡ nhiều khi lỡ loét. Nhìn cái mặt anh rất là tỉnh luôn. Anh không có bị rung trước máy quay gì hết trơn, anh hát rất là tỉnh. Tức ghê luôn á. Có một mình em thấy bạn này không hay là tại vì bạn bán sầu riêng, bán ăn sầu riêng nhiều thì chắc chắn là nóng. Khang nóng thì đúng, giọng không thể nào hát được. Ủa vậy là chắc em ăn sầu riêng dữ lắm hả Ngọc? Anh Giang, mình đến chỗ số 5 đi. Ông chỗ này mắc hay em. Không, đèn con em mà em ghét hả? Có người nói vậy hả? Có anh người có nói vậy không? Em nghĩ sao mà anh lại không tin? Thôi em nghĩ đúng như anh nghĩ. Em nghĩ sao anh lại không tin? Nếu mà em như vậy thì em quá tự ti về nhan sắc của em mà sao tự nhiên em lại nghĩ. Kệ em đi. Tất cả những gì Lá Gặp nói là muốn mọi người vui thôi đúng không? Đúng. Xạo. 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 Giang, em không đồng ý anh quan điểm đó. Why? Bởi vì em là một người hát dở nhưng em rất cảm nhạc. Không, cái đó thì em được hát. Em thì cái nhạc em cảm được nhưng mà cái giọng em không làm người khác cảm được thôi. Lại nữa, một lần nữa anh sỉ nhục em. Nhưng anh đồng quan điểm với em là cô này hát không hay. Đúng, cô này hát không hề hay. Còn ST? Em không biết cô gái này hát có hay không nhưng mà sao nhìn buồn quá. Từ buồn từ trong clip buồn ra tới ngoài luôn á. Có nghĩa là mặt lúc nào cũng buồn, mặt bán chuối cũng buồn, mặt ở đi đứng hát cũng bán buồn. Chuối em. Ôi. Sao các bạn, thế nào? Có vẻ vô hát hay em. Hát hay lắm á anh. Em thấy lần này không có sự kết nối với em. ST, em nghĩ sao? Lúc mà trước khi mà chọn bạn số 5 á thì em nói là bạn số 3 chắc bạn số 3 á. Tại vì em thấy cái bạn này có một cái sự sai trái ở trong cái quán bún đậu. Nhưng mà thật ra thì em vẫn muốn giữ bạn này lại chút xíu. Tại vì bạn đẹp. ST, tại vì... bạn có đẹp hay không? Hơi nhan sắc bạn ấy thế nào? Chết mày chưa? Thật ra là SC chọn là bởi vì bạn hip hop đó chứ. Mọi người nhớ hip hop không? SC chọn thích cái chọn hip hop đó. Chứ bây giờ ST em mà khen đẹp một cái là Ngọc loại liền đó. Nói về dancer. Fighting ơi. Âm nhạc music. Thử coi. Hát. Do it, 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 do it